thành thần, xin ngài ngự đế, xin ngài dạy dỗ hướng dẫn đoàn con trên đường chân lý. Kính xin Chúa thành thần, xin ngài ngự xuống ban ơn thánh hoa, ban xuống sức mạnh và ơn mình luôn. Kính xin Chúa thành thần, xin ngài ngự đến, xin ngài nâng đỡ cứu giúp đoàn con đêm ngày tình thương. Kính xin Chúa thành thần, xin ngài ngự thì có một thắc mắc như thế này. Thưa cha, trong nhóm có người chia sẻ rằng lần chuỗi đọc kinh đã không còn ở nơi gia đình, nơi giới trẻ. Thưa cha, đây là công việc đạo đức chứ không phải nằm trong phụng tự, có đúng hay không? Đây là công việc đạo đức chứ không phải là việc phụng vụ, có đúng hay không? Cái này thì đúng này. Tức là việc lần chuỗi đó, nó không phải là một cử hành phụng vụ. Chẳng hạn như bây giờ linh mục đọc sách nguyện, đọc có một mình thôi, ở trong phòng riêng. Nhưng mà cái việc đọc sách nguyện đó có phải là phụng vụ không? Nó phải đấy. Phải đấy. Bởi vì ông ấy đọc thay cho toàn thể hội thánh đó. Còn việc mà chúng ta lần chuỗi, lần hạt đó, đó là việc đạo đức. Có nghĩa là không bó buộc. Thế nhưng mà đừng quên rằng, việc đạo đức đó đã tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ. Nó phải có giá trị như thế nào nó mới tồn tại chứ. Nó phải giúp cho bao nhiêu tâm hồn nâng lòng lên với Chúa thì nó mới tồn tại chứ. Chứ nếu không thì người ta chỉ cho là mất thời giờ. Thấy không? Cho nên vấn đề không chỉ là đặt câu hỏi thế này, mà còn phải thấy được giá trị của việc lần chuỗi đọc kinh nữa. Thường thường cái nhìn của con người hiện đại là cái nhìn tính toán về hiệu quả vật chất, về hiệu quả thời gian. Thế bây giờ tôi cầm một chuỗi mân côi mà tôi đọc cho hết 50 kinh này, hết 15 phút rồi.
Mà 15 phút đi xem ra là chả ích lợi gì, chả được đồng nào. Đấy, nếu mà chúng ta căn cứ vào kiểu đó đó thì mình sẽ không thể ích lợi gì cả. Cái thứ hai nữa, đối với người trẻ ngày hôm nay có thể đặt vấn đề: nếu mà tôi dành 15 phút đó tôi đọc Thánh Kinh thì tốt hơn nhiều. Đằng này có mỗi kinh Kinh Mừng Maria để Phụ Nữ Chúa Trời cùng bà lại lập lại, xong rồi lại lập lại. Đấy, các bạn trẻ có thể lý luận như vậy. Mà bây giờ thêm một câu hỏi thế này: bạn lý luận như thế thì hay thật đấy, nhưng mà trong thực tế, thay vì 15 phút lần chuỗi thì bạn có dành 15 phút đọc Thánh Kinh thật không? Đó là một. Hay chỉ là lập luận như vậy thôi? Nhiều khi chúng ta dễ đưa ra những lập luận này, lập luận khác để biện minh cho cách sống của mình lắm. Cái thứ hai là có khi ta mới chỉ nhìn việc lần chuỗi từ góc độ trí thức, góc độ lý trí, cho nên mình thấy cứ lập đi lập lại một lời kinh mà mình quên mất rằng phải nhìn chuỗi mân côi từ góc độ chiêm ngắm, chiêm niệm. Nghĩa là làm sao? Nhà Phật chẳng hạn, trong tay cũng cầm một tràng chuỗi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh chị thấy không? Thứ nhất là cái tay lần từng hạt một, và thứ hai cái miệng Nam Mô. Thân khẩu đi với nhau. Đó là một phương pháp lâu đời của Đông Phương, để nó giúp cho người ta đi vào tình trạng chiêm ngắm. Cái tâm từ từ nó tĩnh lại. Ngày xưa ở trên núi Athos, các tu sĩ Kitô giáo cũng thế. Chưa có chuỗi mân côi, nhưng mà họ thầm thĩ một lời lập đi lập lại: lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Các anh chị thỉnh thoảng đi tham dự giờ chầu theo kiểu gọi là te dê đó, có thấy như vậy không? Đó là một phương pháp cầu nguyện ở cộng đoàn tê dê ở bên Pháp, bây giờ nó lan ra khắp thế giới. Chỉ có mỗi một câu thôi mà lặp đi lặp lại, nhưng mà khác một điều đó là nó trở thành bài hát. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Lặp đi lặp lại như vậy để nó đưa tâm hồn của người ta vào một trạng thái tĩnh lặng và bình an. Chúng ta phải nhìn chuỗi mân côi từ góc độ chiêm ngắm như vậy, chứ không chỉ từ góc độ của lý trí. Ngồi đó mà suy với lại nghĩ, ở đây không có suy với nghĩ, mà là chuỗi mân côi đưa tâm hồn của mình vào một trạng thái bình an. Và trong trạng thái bình an đó, ta dễ gặp Chúa hơn, và cặp mắt linh hồn của mình sáng hơn. Mình phải nhìn thấy khía cạnh đó. Tôi nghĩ đây là điều mà có khi các anh chị ít nghe ai nói. Nhiều khi các cha và bản thân tôi nữa, trong nhiều năm nhấn mạnh quá nhiều đến việc là đọc chuỗi mân côi thì phải suy ngẫm. Đấy. Vừa đọc sao mà vừa nghĩ được, mình quên mất cái chiều kích chiêm niệm. Thế cho nên là đặt câu hỏi như thế này thì cũng tốt thôi, nhưng mà tôi muốn phân tích cho nó rõ hơn. Nói cái gì thì cho nó đầy đủ các khía cạnh, chứ không phải tôi chỉ trả lời đúng, sai. Tôi thì tôi không thích kiểu trả lời như vậy. Phân tích cho nó rõ một chút để mình thấy các mặt của vấn đề. Một điểm nữa, đó là khi chia sẻ thì có người nói đến vấn đề phụng tự hiện nay không còn là tông truyền nữa. Vì khi truyền phép, ngày xưa là bái quỳ, nay chỉ cúi đầu. Như vậy là xúc phạm mình Thánh Chúa. Có đúng không?
Nếu nói là phụng tự hiện nay không còn là tông truyền thì cái câu này nguy hiểm lắm, bởi vì cái từ tông truyền là nó có ý nghĩa sâu lắm. Tông truyền có nghĩa là từ các tông đồ cho đến các giám mục ngày hôm nay có một chuỗi kế tục liên tục. Các giám mục ngày nay thực sự là những vị kế nghiệp các thánh tông đồ ngày xưa, và giám mục Roma tức là Đức Giáo Hoàng chính là đấng kế vị thánh tông đồ Phêrô. Cho nên nếu nói là phụng tự ngày nay không còn phải là tông truyền nữa thì hóa ra là chúng ta không còn phải là giáo hội công giáo nữa. Nói như thế thì nặng quá, nếu không nói là sai mất rồi. Nhưng mà cái chi tiết này, ngày xưa đó là bái quỳ mà nay chỉ cúi đầu. Thế thì tôi xin giải thích như thế này, đây nó có vấn đề văn hóa. Ngày xưa chúng ta bái quỳ là bởi vì cái việc bái quỳ là từ ở bên Roma và Âu Châu, và chúng ta là những người được các vị thừa sai từ Âu Châu đến đây giảng đạo. Cho nên khi mình cử hành thánh lễ, mình cũng làm y như là các vị ở bên Âu Châu vậy. Và vì thế là ta bái quỳ để bày tỏ sự cung kính. Điều đó rất tốt thôi, rất tốt thôi. Nhưng mà bây giờ khi mình không còn bái quỳ mà chỉ có cúi thôi đó, thì điều đó không có nghĩa là không còn tông truyền nữa. Không phải vậy. Mà việc cúi mình ở đây đó là các giám mục Việt Nam muốn có một cử chỉ nó mang tính hội nhập văn hóa, để nó gần gũi và phù hợp với văn hóa Việt Nam hơn. Cụ thể nhất, ta vào một ngôi chùa Phật giáo không có bái quỳ, cao đài cũng không bái quỳ. Nói chung là ở Việt Nam đó, cái văn hóa người ta không bái quỳ mà là cúi mình. Cho nên không phải vì cái chuyện này đó mà không còn tông truyền. Nhưng mà người gửi thắc mắc có thêm thế này: nay chỉ cúi đầu như vậy là xúc phạm mình thánh Chúa. Thì tôi muốn thêm một chi tiết này: cho dù là chúng ta không bái quỳ nữa mà chỉ có cúi mình thôi, nhưng vấn đề ở chỗ là ta làm như thế nào. Đấy, vấn đề là ta làm như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ ngay cả bái quỳ nữa, bây giờ mình bái quỳ, thế thì ăn thua gì, đúng không? Đã gọi là bái quỳ thì cái đầu gối này này phải chạm đất này. Thế mà là bái quỳ chứ còn nhúng nhúng ấy này. Tương tự như vậy, nếu mà thực sự bảo là mình cúi mình đó, thì chính là cái tay này phải chạm đầu gối ấy. Chứ còn đằng này, đấy, mình cử hành như thế nào, vấn đề là chỗ đó. Chẳng hạn như bây giờ các anh chị sang các nước Âu Châu hay là Bắc Mỹ, có thể gặp hình ảnh linh mục họ làm lễ bái quỳ rất là đàng hoàng, nhưng mà khi họ mặc áo lễ đi hai tay rất là thòng rộng, thế thì các anh chị có thể bảo là xúc phạm. Cái đó là văn hóa. Đi thì người ta cứ vui vẻ vậy, nhưng mà bái quỳ thì bái đàng hoàng. Cho nên ở đây đó, tôi nhắc lại là không có phải là cái chuyện gì là không còn tông truyền nữa. Nhưng mà vấn đề đặt ra đó là cử chỉ mà chúng ta làm, mình làm như thế nào. Từ linh mục trở xuống, mình làm có đàng hoàng hay không? Mà càng linh mục á, thì lại càng dễ sinh gương xấu cho người ta. Mặc áo lễ rồi mà đi trên cung thánh cứ lung tung cả. Làm lễ thì mắt thì cứ ngó ngang ngó ngửa. Lúc thì gọi giúp lễ dặn cái này, lúc lại gọi ông chủ dặn cái khác. Cái người mà gây chia chí cho giáo dân, nhất là ông cha,
thì cái đó là có trách nhiệm lớn rồi. Lý do là bởi vì người giáo dân ta ngồi ở dưới thôi, người ta có nhỡ làm cái gì cũng chỉ có hai ba người ngồi gần nó thấy thôi. Đằng này một mình cha ở trên cung thánh, mọi người đều thấy cả, cho nên là dễ gây cho người ta bị chia trĩ. Vào nhà thờ yêu cầu mọi người tắt hết điện thoại di động, cuối cùng nó reo lên, hóa ra là của cha. Cho nên vấn đề đặt ra đó là mình làm cái cử chỉ đó làm sao có cung kính thực sự. Chứ còn bản thân tôi có nói với các anh chị một lần đó, thực lòng là tôi rất ao ước trong nhà thờ đừng bỏ bàn quỳ đi. Bản thân là tôi ao ước cái chuyện đó. Bởi vì kinh nghiệm bản thân của mình thấy là mỗi một lần mình quỳ trước mình đánh Chúa, mình cầu nguyện thấy nó sốt sắng hơn. Chứ còn lúc nào cũng cứ đứng thẳng đấy này. Cái thái độ thờ phượng như thế nó thiếu. Tôi nói thật lòng đấy. Nhà nguyện ở đây rất là nhỏ, nhưng mà khi các thầy chủng sinh dự bị vào đây là tôi yêu cầu có bàn quỳ tham dự thánh lễ hàng ngày. Khi đứng, khi ngồi, khi quỳ. Nhiều nhà thờ của chúng ta bây giờ là bỏ bàn quỳ, theo tôi là uổng. Nó dễ làm mất đi cái cảm thức về sự thánh thiêng của nhà thờ. Mất đi cái cảm thức về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thế cho nên cái câu hỏi này rất tốt thôi. Nhưng mà tôi xin xác định một đôi điều cho rõ. Chứ nếu không mà mình lại nghĩ là bây giờ không còn bái quỳ nữa thì là không còn tông truyền, thì cái đấy nặng quá. Hả? Lần trước tôi có nói với các anh chị, suốt cả một giờ học lần trước, tôi trình bày cho các anh chị bối cảnh lịch sử để thấy được rằng lúc bấy giờ, khi mà đế quốc Hy Lạp cai trị thì người ta thực hiện một tiến trình gọi là Hy Lạp hóa. Và tiến trình Hy Lạp hóa đó nó tạo nên một cuộc xung đột với đức tin của Do Thái giáo. Mà trong bối cảnh như thế thì ta mới hiểu được sách Maccabê. Đó là cuộc kháng chiến của gia đình nhà Maccabê, bắt đầu với người cha là Mattathias và sau này là những người con của ông liên tiếp lãnh đạo dân để chống lại cái tiến trình Hy Lạp hóa đó. Thế hôm nay ta đi vào một hai bản văn thôi, chứ không có nhiều giờ để đọc tất cả. Một hai bản văn thôi. Trước hết là tôi xin các anh chị lấy sách thánh ra, sách Maccabê ở chương 2 đó. Ở chương 2. Đoạn văn này ghi dấu điểm khởi đầu của cuộc kháng chiến giữa gia đình Maccabê với những người thực hiện tiến trình Hy Lạp hóa đó. Thế thì ông Mattathias và gia đình là thuộc dòng dõi Tư Tế. Và các anh chị biết là khi vua Antiochus của Hy Lạp thực hiện tiến trình Hy Lạp hóa thì ngay trong dân Do Thái đó cũng có nhiều người ủng hộ tiến trình đó. Thế thì khi sống trong hoàn cảnh như vậy, ông Mattathias này và gia đình lúc ban đầu, sách Maccabê ghi nhận thế này: khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Judah và Jerusalem, ông Mattathias thốt lên: khốn thân tôi, chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai họa dân tôi và tai họa thành thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn thành thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn thánh điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang hay sao? Rồi sách Maccabê ghi nhận rằng ông và các con xé áo mình ra, mặc áo vải thô mà để tang,
họ đau đớn vô cùng. Có nghĩa là cái phản ứng đầu tiên của họ chỉ là buồn phiền và than khóc trước tình trạng mà văn hóa Hy Lạp xâm nhập và đe dọa đến đức tin truyền thống của cha ông. Phản ứng đầu tiên là như vậy. Nhưng nó không ngừng ở đây. Ở chương 2 bắt đầu từ câu 15, ta thấy nó có một biến cố xảy ra ở nơi gọi là Modin. Tức là các viên chức của nhà vua yêu cầu người Do Thái chối đạo, mà trong đó có cả ông Mattathias và gia đình nữa. Thế thì ông ta lại là người có thế giá ở trong cộng đoàn nữa, cho nên bây giờ người ta yêu cầu ông ấy làm trước, tức là dâng của lễ tế tự cho các thần mà là thần ngoại. Mà nếu ông ấy làm đó thì đương nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên toàn dân, phải không? Thế thì Mattathias đã phản ứng rất là mạnh mẽ, cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình mà tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Nói rất là mạnh. Mà chưa hết, sau đó trong dân có một người tiến lên dâng của lễ cho thần ngoại giáo, thì ông Mattathias ông ấy phản ứng ngay. Các anh chị để ý câu 24 ở chương 2. Trước cảnh tượng đó, ông Mattitza bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông Pinchas trong vụ Zimri con của Salu. Ở đây sách Maccabê nhắc đến một nhân vật là Pinchas. Các anh chị đã học rồi, nhưng mà tôi cũng chả biết là có còn nhớ không. Ở sách Dân Số đó, chương 25. Sách Dân Số chương 25. Sách Dân Số kể chuyện đại khái đó. Đó là lúc bây giờ có một người Do Thái dẫn theo một cô gái Madian về nhà ngay trước mắt ông Môsê và toàn thể cộng đồng con cái Israel. Thế là ông Pinchas, là cháu tư tế Aaron, ông mới đứng lên cầm một chiếc giáo trong tay, đi theo người Israel đó vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, gã đàn ông Israel và mụ đàn bà kia, ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe dọa con cái Israel. Đấy, Pinchas là như vậy. Bây giờ cái hành động của Mattathias được sách Maccabê so sánh với hành động của Pinchas. Nhưng mà điều quan trọng là chỗ này này. Các anh chị cứ giữ cái sách Dân Số ở chương 25 đó, nhưng mà đọc dùm tôi câu thứ 10 cho đến câu 12. Đức Chúa phán bảo ông Môsê rằng: Pinchas con của Elaza, cháu tư tế Aaron, đã ngăn ta chút cơn phẫn nộ xuống con cái Israel, khi nó cũng nổi ghen như ta, chống lại bọn người kia. Vì vậy, ta không tiêu diệt con cái Israel trong cơn ghen của ta. Đấy, các anh chị để ý câu đó. Thế như vậy là Chúa khen hay là Chúa chê cái ông này đấy? Chúa chê à? Chúa khen đấy chứ. Mà nhờ ông ta thì Chúa mới bớt cơn thịnh nộ đấy chứ. Và có để ý cái từ là cơn ghen không? Đấy. Cái ông này ông ấy bắt chước Chúa ở chỗ ông ấy cũng ghen như Chúa vậy. Nhưng mà dĩ nhiên mình phải hiểu
Ghen ở đây nó đúng nghĩa mới được. Ghen ở đây có nghĩa là đòi hỏi của niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa không chấp nhận cái kiểu người tin vào Chúa mà đi hai hàng. Đã chọn lựa Chúa thì chọn lựa dứt khoát và tuyệt đối, không có cái kiểu hài lòng. Đấy, cơn ghen của Chúa là như vậy. Thế thì như thế, Mattathias ở đây được so sánh với Pinchas, có nghĩa là hành động của ông ta được cả tội. Và đương nhiên sau đó thì ông ta và cả gia đình là phải trốn vào trong rừng sâu thôi, trốn lên núi thôi. Nhưng cũng từ đó họ bắt đầu cuộc chiến đấu chống lại Hy Lạp. Thế thì khi mà đọc bản văn này, tôi không biết trong các nhóm các anh chị chia sẻ với nhau nhiều điều, chắc là mỗi người thấy một góc độ. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn lưu ý điều này. Đó là khi ta nhìn lại Mattathias và gia đình của ông ta trong bối cảnh đối kháng giữa một bên là văn hóa Hy Lạp và một bên là đức tin Do Thái giáo. Và mình thấy cái chọn lựa của ông, thì từ đó tôi có suy nghĩ là thực sự đó, bất cứ một thời đại nào, kể cả thời đại mà chúng ta đang sống, đức tin Kitô giáo luôn luôn phải đối diện với những gì chống lại nó. Dĩ nhiên ta sẽ thấy rất rõ trong những thời bắt bớ và bách hại tôn giáo, chẳng hạn như là thời của Mattathias, hay là thời của giáo hội công giáo Roma trong những thế kỷ đầu ngay tại Roma, rồi thì giáo hội Việt Nam của mình trong những thế kỷ mà các thánh tử đạo đã phải đổ máu mình ra. Ta thấy điều đó rất rõ. Nhưng mà không phải chỉ trong những giai đoạn đó, mà có thể nói trong bất cứ thời đại nào, đức tin Kitô giáo cũng phải chấp nhận đối diện với những chống đối và thử thách. Lần trước tôi đặt cái câu hỏi là văn hóa Kitô giáo và văn hóa hiện đại đấy, các anh chị có những đóng góp rất là cụ thể và tích cực. Nhưng mà khi đóng góp ý kiến như vậy thì ta thấy rất rõ là có một sự đối kháng, phải không? Chứ đâu có phải là đồng ý với nhau đâu. Thế thì trong bối cảnh như thế, thường thường á là sức mạnh muốn lôi chúng ta ra khỏi niềm tin Kitô giáo, ra khỏi lối sống Kitô giáo, cái sức mạnh đó nó thường sử dụng hai cách này. Thứ nhất đó là cám dỗ, và thứ hai là đe dọa. Trường hợp của Mattathias này, thứ nhất là cám dỗ. Ông và các con của ông sẽ được kể vào số bạn hữu của đức vua, sẽ được danh giá này, sẽ được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Đó là cách thứ nhất. Cách đó mà không được đó, thì người ta dùng cách thứ hai là đe dọa. Ai không tuân lệnh vua thì phải chết. Tôi nghĩ ngày hôm nay cũng vậy thôi. Nó cũng sử dụng hai phương thế đó. Thứ nhất là cám dỗ. Và cơn cám dỗ này nó ngọt ngào lắm. Nó ngọt ngào lắm, cho nên chúng ta rơi vào một cách rất là thoải mái. Có một nhà văn Việt Nam dùng một hình ảnh mà tôi rất hay đó, mà tôi thấy rất là cụ thể, gọi là vũng lầy êm ái. Vũng lầy thì đúng là nó dơ, nó bẩn rồi, nhưng mà nó êm quá thể. Mà chính vì nó êm như thế cho nên là mình nằm rất thoải mái. Cái cách mà sức mạnh của ma quỷ nó lôi kéo chúng ta ra khỏi đức tin, trước hết là cám dỗ. Và ngày hôm nay có lẽ cách này là cách mà người ta áp dụng nhiều nhất đây.
Và nếu cám dỗ không được thì người ta đe dọa. Thế thì câu hỏi đặt ra cho ta là: vậy thì tôi trung thành với Chúa hay là tôi thỏa hiệp với ma quỷ? Đặt câu hỏi như vậy thì chắc chắn là 100% các anh chị và tôi sẽ trả lời là tôi cương quyết trung thành với Chúa, chứ chúng ta không thỏa hiệp. Điều đó dễ thôi. Nhưng mà cái khó nó nằm ở chỗ này. Cái khó nó nằm ở chỗ là nhiều khi chúng ta bảo mình trung thành, nhưng nó hàm ở bên trong đó là mình đang thỏa hiệp, và mình có những lý do để biện minh cho sự thỏa hiệp đấy. Cách đây mấy tháng chẳng hạn, báo chí ở trên thế giới làm ầm ĩ lên cái vụ ở bên Ba Lan. Đại khái là có một giám mục được Đức Giáo Hoàng chỉ định để làm tổng giám mục của một tổng giáo phận. Khi Ngài đang định chỉ định như vậy thì các thư gửi tới tấp đặt vấn đề. Cuối cùng vị tổng giám mục đó xin từ chức vào đúng cái ngày mà chính đã là nhận chức. Lý do? Hay anh chị biết rằng Ba Lan ngày xưa cũng giống như mình đấy, một nước cộng sản. Thế thì khi mà vị giám mục này còn làm linh mục đó là đã cộng tác với công an. Nhưng người ta lôi hồ sơ ra. Đấy, trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, ông công an ông ấy bảo rằng bây giờ nếu ông muốn được đi học ở nước ngoài để mai mốt về làm lớn đó, thì bây giờ ông phải cộng tác với chúng tôi. Thế thì Ngài cũng chẳng nghĩ đến cái chuyện để mà làm to làm lớn gì cả, nhưng mà Ngài là người hiếu học, Ngài muốn được đi học thêm ở nước ngoài. Thế thì Ngài chấp nhận, Ngài cộng tác. Bây giờ có tên chết ở trong hồ sơ. Ví dụ, đấy là một ví dụ. Để mình thấy được rằng mình bảo mình trung thành với Chúa, nhưng mà ngay trong sự trung thành đó thì mình lại âm thầm để thỏa hiệp. Và mình có lý do để biện minh cho cái sự thỏa hiệp. Không có dễ đâu, không có đơn giản. Khi ta đọc những đoạn sách thánh như thế này, mà không chỉ đọc để cho biết đó, nhưng đọc rồi dừng lại, rồi suy nghĩ, rồi đối chiếu với đời sống, ta sẽ thấy những đoạn sách thánh như thế này nó vẫn mang tính hiện sinh, có nghĩa là vẫn rất sống động và thời sự cho chúng ta, chứ không phải chỉ là chuyện ngày xưa. Cho nên ý chọn lựa của Mattathias và gia đình mà sách Maccabe kể lại cũng khiến cho các anh chị và tôi phải đặt câu hỏi cho mình. Một điểm nữa là cũng trong câu chuyện này, sách Maccabe nói đến sự nhiệt thành của ông Mattathias. Mà lúc nãy chúng ta đã nói đó là so sánh với sự nhiệt thành của ông Pinchas. Điều này khiến cho ta nhớ lại trong tin mừng của Gioan. Khi Thánh Gioan kể về việc Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem và Ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, thì Thánh Gioan kết luận cái câu chuyện đó làm sao? Lòng nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt tội. Như vậy chính Chúa Giêsu là người có lòng nhiệt thành. Mattathias là người có lòng nhiệt thành. Pinchas là người có lòng nhiệt thành. Thế bây giờ mình sống đạo, mình có lòng nhiệt thành không? Tôi đặt câu hỏi như vậy không phải là để phê phán gì cả, nhưng mà đây mình đang học Thánh Kinh mà. Và tôi nhớ đến một câu ở trong sách Khải Huyền đó: thà rằng ngươi nóng thì nóng hẳn, mà lạnh thì lạnh hẳn, đằng này thì ngươi cứ nửa nóng nửa lạnh, cứ dở dở ương ương, cho nên ta mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Câu dễ sợ.
Nói đến sự nhiệt thành đối với nhà Chúa, mình nhớ đến cái câu trong sách Khải Huyền để hỏi rằng là mình có lòng nhiệt thành đối với Chúa thực sự. Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi. Thế bây giờ, sau khi suy nghĩ một chút về đoạn văn đó rồi, thì tôi xin các anh chị lấy chương 12, sách Ma-cơ-bê quyển thứ 2 nhé. Đoạn này xin mời cả lớp chúng ta đọc để mình thấy rõ vấn đề hơn. Câu 38 đó, lễ tế cầu cho chiến sĩ trận vòng. Ông Giu-đa thu quân và đến thành Adulam. Đã đến ngày thứ 7, họ thanh tẩy theo tục lệ và mừng ngày Sa-bát ở đó. Ngày hôm sau, vì nhu cầu đòi hỏi, quân của ông Giu-đa đi thu các tử thi những người đã ngã gục và đưa về chôn cất với những người thân trong phần mộ tổ tiên. Nhưng bên trong áo trận của mỗi tử thi, người ta đều tìm thấy những đồ vật được dâng cúng cho các thần ở Jamnia. Đó là điều mà lề luật cấm. Vì thế ai cũng thấy rõ bởi lý do nào những người ấy đã ngã gục. Ta ngưng ở đây nhé. Anh chị hiểu cái câu này chứ? Như vậy cái lý do mà họ chết đó là cái gì? Là tham á hả? Không tin vào Chúa. Nếu mà nói là tham thì chưa đủ đâu, mà cái này là họ xúc phạm đến lề luật của Chúa. Bởi vì theo lề luật thì không được làm như thế. Cho nên ở trong bản văn mà gửi cho các anh chị, tôi có nói là có giờ đó, thì lấy lại sách Joshua ở chương 7, đọc lại, mình đã học rồi, đọc lại thì sẽ thấy rõ hơn. Cái luật gọi là luật biệt hiến, khi đi đánh trận mà thắng trận, những đồ vật nào phải dâng cho Chúa. Đằng này ông không dâng cho Chúa thì ông thủ cho mình. Còn ở trong câu chuyện của sách Ma-cơ-bê đó, thì là trong áo của các chiến sĩ đó lại là những đồ vật để dâng cho những thần ngoại giáo. Thế thì có thể là ngày hôm nay mình hiểu được rằng bùa hộ mạng chẳng hạn, người ta tin rằng nếu mà đeo cái đó thì là sẽ may mắn, càng đeo càng chết. Và nó cũng khiến cho mình phải nghĩ tới là không biết mình là người Công giáo nhưng mà có thực sự mình tin vào Chúa không? Bởi vì hình như cũng có người Công giáo là cũng đeo bùa hay sao ấy. Rồi cũng có người Công giáo thì phải đặt tượng ông này, ông kia ở trong nhà để làm ăn cho nó phát tài. Đấy, chứ không phải là chuyện ngày xưa đâu. Cho nên ta hiểu cái câu đó nhé. Cái lý do để những người này gục ngã không phải là chuyện tham lam mà thôi, mà là xúc phạm lề luật. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp ở câu 41 đó. Vậy mọi người chúc tụng Đức Chúa vì Người là thẩm phán công minh, đã phơi bày ra ánh sáng những điều bí ẩn. Họ bắt đầu khẩn nguyện xin Chúa tẩy sạch tội lỗi đã phạm. Vì anh hùng Giu-đa khuyên nhủ toàn quân giữ mình sạch tội, vì họ đã nhìn thấy nhãn tiền những việc xảy ra là do tội của những người đã ngã gục. Ông Giu-đa khuyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng hy lễ tạ tội. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Dạ, cái câu này quan trọng. Ông ấy quyên tiền để gửi về Jerusalem.
Người ta vẫn hay kể là ông chủ mà lên đọc sách thánh mà đọc vội quá được, ông Giuđa dẫn 2.000 quân tiến về Jerusalem. 2.000 quan tiền chứ không phải 2.000 quân tiến về Jerusalem. Cái bản văn này là chúng ta thỉnh thoảng nghe trong lễ an táng này, hoặc nếu không đó là lễ các đẳng linh hồn ngày mùng 2 tháng 11. Ngày đó có những 3 thánh lễ, phải không? Cho nên có rất nhiều bài đọc, trong đó có một bài đọc sách Maccabê. Cái câu này quan trọng là bởi vì thế này này, các anh chị biết đó, niềm tin vào sự sống lại, vào thời cựu ước đó, nó còn mơ hồ lắm, còn mơ hồ lắm. Mà ở đây ta gặp một câu rất rõ ràng, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại, thì cầu nguyện cho người chết quả là việc dư thừa và ngu xuẩn. Cầu rất mạnh, cho thấy niềm tin vào sự phục sinh. Ngay cả đến thời Chúa Giêsu đó, có nhiều người Do Thái rất đạo đức, nhưng mà người ta không tin vào sự phục sinh, nhóm Sa Đốc. Cho nên là mới đặt câu hỏi rằng một bà mà có những 7 ông chồng mà lại không có đứa con với ông nào, thì hỏi rằng đời sau thì thuộc về ông nào. Thì Chúa phải chia ra làm 7 thôi, chia cho mỗi ông một phần. Người ta không tin vào sự sống lại, mặc dù rất đạo đức. Cho nên câu này trong sách Maccabê là độc đáo lắm. Thế thì khi nói đến việc cầu nguyện cho những người quá cố, tôi chọn đoạn văn này để các anh chị thấy giáo hội Công giáo của mình, khi khuyến khích con cái dâng thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, làm việc bác ái, hãm mình và nhường lại cho các linh hồn, thì giáo hội dựa vào đâu? Đấy, không phải là giáo hội tự nhiên mà sáng chế đó, mà dựa trên cơ sở của thánh kinh, sách Maccabê nói. Theo niềm tin Công giáo thì khi một người qua đời, người đó có thể ở vào một trong 3 tình trạng. Thứ nhất là lên thiên đàng, thứ hai là luyện ngục, thứ ba là hỏa ngục. Đấy là giáo hội Công giáo chúng ta. Còn có những Kitô hữu không ở trong giáo hội Công giáo, người ta không tin có luyện ngục mà chỉ thiên đàng và hỏa ngục mà thôi. Nhưng mà với giáo hội Công giáo mình á, một người qua đời hoặc là lên thiên đàng là hạnh phúc trọn vẹn với Chúa, hoặc là xuống hỏa ngục thì ta gọi là đời đời rồi, không thay đổi rồi. Thế thì khi mà ông Giuđa Maccabê này, ông ấy gửi tiền về Jerusalem để dâng hy lễ tạ tội cho những người đã chết đó, thì hỏi rằng cái tình trạng của những người đã chết này có được thay đổi không? Thay đổi chứ. Như vậy có nghĩa là họ không ở trong tình trạng hoặc là thiên đàng hoặc là hỏa ngục, mà ở trong một tình trạng gọi là được thanh luyện. Được thanh luyện. Ở đây ta thấy một trong những cơ sở thánh kinh để hiểu giáo huấn về luyện ngục. Tôi còn trích cho các anh chị một đoạn nữa. Chúa Giêsu nói là nếu ai nói phạm đến Chúa Thánh Thần thì người ấy sẽ chẳng được tha cả đời này mà cả đời sau. Thế thì Thánh Gregorio cả dựa vào cái câu đó mà bảo rằng như vậy có những tội được tha ở đời này và có những tội chỉ ở đời sau mới được tha thôi. Chính vì thế mà ta cần cầu nguyện cho những người đã qua đời. Thế thì khi mà chúng ta gọi là luyện ngục á, từ ngục nó dễ cho mình một cái cảm giác đó là một nơi chốn nào đó. Cho nên là mình lo mình đi tìm xem không biết nó có nằm ở bên các nước Trung Đông không. Nhưng mà thực sự không phải. Từ mình dịch là luyện ngục thôi,
Chứ còn nghĩa căn bản đó là một tình trạng. Một tình trạng mà ở đó linh hồn được thanh luyện cho xứng với tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu tinh đồng, tình yêu trọn vẹn. Các anh chị và tôi cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của mình nó còn giới hạn. Tội lỗi đó là một dấu hiệu cho thấy tình yêu của ta còn giới hạn. Chính vì thế mình cần được thanh luyện để cho xứng với tình yêu chí thánh của Chúa. Hiểu như vậy đó, thì luyện ngục mà chúng ta vẫn mô tả bằng lửa, bằng hình phạt, có nghĩa là bằng đau khổ. Nhưng thực sự luyện ngục chính là một tình trạng được thanh luyện, và được thanh luyện trong niềm vui. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi biết chắc chắn rằng tôi được cứu độ. Tôi biết chắc chắn là tôi được gặp Chúa. Hiện bây giờ tôi đang được thanh luyện, đau khổ thật, nhưng mà chắc chắn là tôi được cứu độ. Trong niềm vui, trong niềm hy vọng, chứ không phải trong tuyệt vọng và trong nỗi buồn. Nhiều khi ta nhìn luyện ngục bằng một cái nhìn nó bi quan quá, mình quên mất cái khía cạnh này. Và nếu ta hiểu luyện ngục theo nghĩa là được thanh luyện như vậy, thì các anh chị và tôi cũng có thể nhìn cuộc sống hiện tại đã là bắt đầu cuộc thanh luyện rồi. Bắt đầu cuộc thanh luyện rồi. Tôi nghĩ trong cái kinh mà chúng ta đọc, và hình như là kinh Lạy Nữ Vương, có cái câu nói là trong thung lũng nước mắt này, phải không? Trong thung lũng nước mắt này, Lacrimarum Vale. Người ta bảo bi quan quá, mô tả cái cuộc sống trần thế như là thung lũng nước mắt, có vẻ bi quan thật. Thế nhưng nếu ta hiểu được rằng cái việc thanh luyện đã được bắt đầu từ hôm nay đó, thì một cách nào đó cuộc sống này là thung lũng nước mắt thật. Có nghĩa là ta được thanh luyện, ta phải có những đau khổ, nhưng lại chan chứa niềm vui và hy vọng, bởi vì Chúa cứu độ mình. Hiểu như thế thì mình cố gắng đón nhận những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống với một tinh thần tích cực hơn. Chứ còn nếu mình không chấp nhận để cho Chúa thánh luyện ngay từ cuộc đời này, thì chắc sau khi chết rồi nó hơi lâu. Không biết là bao giờ, nhưng mà nó khí lâu. Thì lúc đấy lại than thở. Bây giờ ngoài bản văn đó ra, còn có một bản văn nữa, chúng ta lật ngược lại ở chương 7. Trong giây phút cầu nguyện đầu giờ học, thì một người anh em hướng dẫn đã chọn một câu ở trong cái phần này. Bây giờ nếu mà cả lớp chúng ta đọc lại hết cả chương này thì dài lắm. Cho nên tôi sẽ nhắc các anh chị và các bạn một số điểm nhấn. Thông thường, cái câu chuyện về cuộc tử đạo của bảy anh em này được đọc ở trong dịp nào, lễ nào? Lễ Ca Thánh Tử Đạo. Thế thì cả chương 7 là một câu chuyện dài và được biên soạn công phu lắm. Cuộc tử đạo của bảy anh em. Ở trong Thánh Kinh, con số 7 nó là số tốt hay là số xấu? Số xấu à? Tốt chứ. Số tốt. Một tuần lễ chúng ta có mấy ngày nhỉ? Còn số 7 là tốt lắm, tượng trưng cho sự hoàn hảo. Cho nên câu chuyện này là câu chuyện về một gia đình hoàn hảo. Gia đình hoàn hảo. Và gia đình hoàn hảo là ở chỗ đối với gia đình này,
Tuân giữ lề luật Thiên Chúa là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn cả sự sống của mình. Điểm nhấn là ở chỗ đó. Và những câu trả lời của bảy anh em khi đối diện với sự đe dọa bị hủy hoại mạng sống, những câu trả lời đó nó nói lên cái niềm tin của họ. Niềm tin của họ vào cái gì? Vào ai? Sống như thế nào? Các anh chị để ý câu 2 coi. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Cho nên luật pháp của cha ông á, ở đây chúng ta phải hiểu đó là lề luật của Thiên Chúa, nó còn quan trọng hơn cả mạng sống. Sau này Chúa Giêsu nói với mình sao? Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Rất gần với phúc âm đấy không? Rồi bây giờ các anh chị để ý câu thứ 9 coi. Khi sắp chút hơi thở cuối cùng, anh nói: Vua là một tên hung thần. Vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Rồi, ở trong câu này có hai từ vua. Cái từ vua thứ nhất đó là chỉ ông vua mà ra lệnh giết chết bảy anh em. Ông vua đó là vua một đất nước và được gọi là hung thần. Còn cái từ vua thứ hai nói đến ai? Vua vũ trụ. Nói đến vua vũ trụ là Thiên Chúa. Vua vũ trụ cơ. Chứ còn ông vua của một nước, ông vua của trần gian này, ông làm vua rồi thì sớm muộn rồi ông cũng chết thôi. Ông có giàu có đến mấy, có quyền uy đến mấy rồi thì ông cũng chết thôi. Có khi ông lại còn chết tệ hại như là Gaddafi, như là Hitler. Còn có một vị vua khác cao cả hơn nhiều, vua vũ trụ. Thấy cái niềm tin của người ta không? Niềm tin vào Thiên Chúa là vua cả vũ trụ. Và tôi sống là tôi sống theo luật pháp của vua vũ trụ. Cái câu thứ 11. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời, tôi sẽ lấy lại được. Chúng ta dừng ở đây. Cái câu trả lời này diễn tả một chân lý đức tin mà ngay các anh chị và tôi cũng nhiều khi quên. Thánh Augustino nói: Cuộc đời của chúng ta là một cuộc chiến đấu giữa hai thứ tình yêu. Có thứ tình yêu dành cho Chúa là đấng tạo hóa, đến nỗi xem thường thụ tạo. Ngược lại, có thứ tình yêu say mê các loài thụ tạo đến độ
khinh thường Thiên Chúa. Nhưng người thanh niên ở trong câu chuyện này, anh ấy trả lời, cái lưỡi này mà ông đe dọa ông cắt này, cái tay này ông đe dọa ông cắt của tôi này, tất cả những cái này đâu có phải là của ông cho tôi, của Chúa cho tôi chứ. Và tôi chấp nhận tôi mất cái lưỡi này, mất cái tay này, nhưng mà Chúa sẽ trao lại cho tôi. Tức là anh ấy dành tình yêu cho Chúa là đấng tạo hóa, đến đội anh ấy chấp nhận mất đi cái lưỡi, cái tay, chỉ là thụ tạo thôi. Còn nhiều khi chúng ta lại bị cám dỗ để vì loại thụ tạo mà mình gạt Chúa ra bên lề, vì một chút lợi lộc nào đó, vì một chút sung sướng xác thịt nào đấy, vì một chút danh phận nào đấy mà mình gạt Thiên Chúa ra bên lề. Cho nên ở trong cuộc đời chúng ta có cái cuộc chiến đấu giữa hai thứ tình yêu. Thánh Augustino nói như vậy. Và mình đọc cái câu chuyện này để thấy chọn lựa của bảy anh em rất can đảm. Ở câu 14 thì sao? Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua, vua sẽ không được sống lại để được hưởng sự sống đâu. Ở đây bắt đầu xuất hiện cái niềm tin vào sự phục sinh. Các anh chị có nhớ câu chuyện mà mấy ông theo phái Sadduceo đến hỏi Chúa Giêsu? Một người đàn ông có vợ chết mà không có con, rồi thì bà ấy làm sao? Bà ấy lấy người em kế rồi không có con, rồi làm sao? Rồi lấy nữa. Vậy thì mai mốt bà ấy chết thì bà ấy thuộc về ai? Họ đặt cái câu hỏi đó ra để họ phủ nhận sự sống lại. Nhưng mà đang khi đó ở trong sách Maccabê là chúng ta đã bắt đầu thấy hình thành niềm tin vào sự sống lại, sự phục sinh. Và chính niềm tin ấy rất mạnh mẽ đến độ nó ban sức mạnh cho bảy anh em này vượt qua nỗi sợ hãi khi phải đối diện với cái chết. Thêm một lý do nữa, ở câu 17: còn vua hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào. Cái câu này diễn tả sự phán xét. Trong cuộc đời này, những người có quyền thì người ta có thể dùng quyền mà tuyên bố thế này thế nọ, mà xét xử chúng ta thế này thế khác. Nhưng mà sự phán xét tối hậu là của ai? Là của Thiên Chúa. Và chỉ lúc đấy mới có sự công bằng trọn vẹn. Còn ở trần gian này, dù ở trong tòa án người ta có treo cái cân đấy, nhưng mà cái cân nó nhiều khi nó lệch lắm. Cái sự công bằng tối hậu chỉ có ở nơi sự xét xử của chính Chúa thôi. Thế tôi có ý, thay vì đọc hết tất cả, thì nhấn một vài câu để các anh chị thấy đâu là lý do, đâu là động lực, đâu là nền tảng cho bảy anh em này họ đón nhận cái thử thách một cách can đảm như thế. Đó là niềm tin vào sự phục sinh, đó là niềm tin vào Thiên Chúa là vua vũ trụ, đó là niềm tin vào lề luật của Thiên Chúa là lề luật tối hảo. Và tất cả những điều đó làm nên động lực mạnh mẽ giúp họ vượt qua. Nhưng mà cảm động nhất á,
thì vẫn là những lời mà bà mẹ khuyên đứa con út. Ở đây có nhiều bà mẹ lắm, chắc tối nay về phải đọc lại đi ngủ cho nó ngon. Bà mẹ này bà ấy khuyên con hay lắm, nó hay về mặt nhân bản và hay về mặt đức tin nữa. Về mặt nhân bản, bà nói với con sao? Con hãy thương mẹ 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mỡ. Đấy, tự nhiên thôi. Về mặt nhân bản. Nhưng mà về mặt đức tin lại còn hay hơn nữa. Bà ấy nói với con thế này: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo mọi sự. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bấy giờ các con trọng lề luật của người hơn bản thân mình. Tôi hình dung ra một người mẹ mà có những tâm tư tuyệt vời thế này, chắc người mẹ đó khó lòng mà chấp nhận chuyện phá thai lắm. Hả? Một người mẹ mà có tâm tư tuyệt vời như thế này, chắc người mẹ đó sẽ chú trọng rất nhiều đến đời sống đức tin của con cái, chứ không phải chỉ là thân xác của nó, hay là đời sống trí thức, hay là đời sống vật chất, hay là danh vọng giàu sang của nó. Cho nên ta cứ đọc lại câu chuyện này mà suy nghĩ về vai trò làm cha mẹ trong gia đình Công giáo, thấy thấm thía lắm. Mà bao lâu hội thánh còn có những người mẹ Công giáo như thế này thì hội thánh đó chắc chắn là tồn tại. Không có cái gì có thể hủy diệt, không có cái gì có thể lay chuyển. Thì câu chuyện này ta vẫn nghe trong những lần dự lễ các thánh tử đạo, nhưng có lẽ không đủ giờ để ngồi suy niệm cầu nguyện với bảng văn. Còn khi ta học thánh kinh, mình có giờ hơn, đọc lại chi tiết hơn, thấy thấm thía hơn cái tâm tình của người mẹ cũng như của các con sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa, là những bài học đức tin rất sống động cho tất cả chúng ta. Và bây giờ thì đã hết giờ rồi, thế cho nên chúng ta phải dừng ở đây, và tuần tới thì cùng nhau đọc sách Daniel. Anh chị đọc từ chương 1 đến chương 6. Chúa ở cùng, giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Gia đình công uyên, Chúa hằng hiện diện, chiều hôm sớm tôi cùng. Rồi gia đình con là môi là mến, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhân, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng.
sống mới vì tha xót thương cảm thông. Chúa hằng ban ơn để ta nên thay gia đình hạnh phúc làm men muối ướp cho đời. Thế giới gia đình con là muối là men, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Ngước nhìn về trời trong đèn trang nguyện thao hiếu hết mọi ngày. Giữa lòng thế giới gia đình con là muối là men, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Thế giới gia đình con là muối là men, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất, một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới gia đình con là hội thánh đẹp xinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh,